Ngọc Thơ, thời báo.de kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vai trò của tập đoàn tội ác Wagner trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 1 tháng 6 trên trang Tiếng Dân có bài PMC Wagner, một dấu hỏi lớn của tác giả Kim Văn Chính. Bài viết này phân tích chi tiết về tổ chức Wagner, một tập đoàn lính đánh thuê cho chính phủ Nga. PMC Wagner theo Tiếng Dân là viết tắt của cụm từ Private Military Company, tức công ty quân sự tư nhân Wagner. Theo tác giả, trong lịch sử nước Nga xuất hiện những quái vật mà nếu không hiểu rõ sẽ không biết chúng sống và phát triển ra sao, mà Wagner là một quái vật như thế. Tác giả cho biết trong chiến tranh thế giới thứ hai, lính tù trường giới có vai trò rất lớn trong việc phòng thủ và tấn công của quân đội Nga. Trên mặt trận, lính tù không thể làm gì khác ngoài việc xung phong và phòng thủ cho đến chết, và họ đã giúp quân chính quy Nga chiến thắng. Hình ảnh bài trên trang Tiếng Dân. Wagner là một đội quân mà Putin đang cho phép thành lập, lính tư nhân do các tập đoàn kinh doanh tuyển và sử dụng, là thang bậc cao và rất hiện đại của đội quân trường giới ngày xưa. Nguồn lính chính họ tuyển thẳng từ các tù nhân hình sự là vậy. Nhưng theo tác giả, Wagner có nhiều điểm mới, đặc biệt là cơ chế tài chính của tổ chức này, cũng như cơ chế tưởng thưởng rất hậu hĩnh cho những người sống sót. Hiện nay, Wagnerites đang chết hàng chục nghìn người ở Ukraine, nhưng số lượng của họ lại đang tiếp tục tăng lên, tác giả cho hay. Khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, PMC Wagner có khoảng 5.000 lính đánh thuê. Họ đã có kinh nghiệm nhất định ở châu Phi, Syria. Bây giờ năm 2023, họ là một trong những lực lượng tấn công chính của Nga, được đánh số hiệu trong một quân đoàn riêng biệt. Điều quan trọng là nhân sự của họ có thể đã tăng gấp 10 lần. Lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, công khai khoe khoang về những vụ hành quyết tàn bạo và tội ác chiến tranh của Wagner. Và ở Nga, hình ảnh của những tên côn đồ Wagner được vun đắp và tôn vinh. Prigozhin công khai chửi rủa cả giới thượng lưu cũng như lãnh đạo quân đội chính quy Nga. Cho đến năm 2022, tác giả cho biết Wagner vẫn là một quân đội nhỏ và tàn bạo, chiến đấu vì tiền ở những khu vực có vấn đề trên thế giới mà Nga can thiệp. Thì từ cuộc chiến quy mô lớn ở Ukraine, vai trò của họ ngày càng tăng. Hiện tại nó là một quân đội thực sự riêng biệt và với các vũ khí như xe tăng, pháo binh, phòng không và không quân. Nó được trang bị tốt hơn so với một số đơn vị quân đội chính quy của Nga và nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga ngang bằng với các quân đội chính quy. Cấu trúc cốt lõi của Wagnerian, còn gọi là khung, là những người lính đánh thuê, lính nhảy dù Nga, hoặc lực lượng đặc biệt đã ký hợp đồng với nhóm trong nhiều năm. Đến với Wagner vì tiền, khung được lãnh đạo bởi một trung tá đã nghỉ hưu của lực lượng tác chiến đặc biệt GIU của Liên bang Nga, Dmitry Ukin. Những người lính đánh thuê này đã tích cực tham gia vào các trận chiến ở Donbass phía đông Ukraine từ năm 2014, đặc biệt đối với Debaltseve, sau đó là Syria và châu Phi. Hình ảnh Yevgeny Prigozhin và những người lính trong tập đoàn tội ác của ông ta. Theo tác giả, Wagner đã tích cực tuyển chọn các Wagnerian mới thông qua các quảng cáo việc làm. Họ nhắm đến những người đã nghỉ hưu có kinh nghiệm quân sự và kỹ thuật phong phú ở Afghanistan, Chechnya và đến tù nhân. Tù nhân được đề nghị một hợp đồng 6 tháng để đổi lấy việc trả hết tiền án của họ. Có hơn 40.000 tù nhân Nga đã được tuyển dụng, chiếm khoảng 80% nhóm. Và nguồn này vẫn còn nhiều. Hầu hết họ là những người đã phạm những tội ác dã man và nhận bản án chung thân tử hình hoặc tù hơn 10 năm. Theo tình báo Anh, 90% Wagnerites bị giết vào tháng 12 năm 2022, chính xác là những người từng bị kết án, tác giả cho hay. Wagner là mẫu lính đánh thuê cổ điển tham gia hoàn toàn vì tiền, không có lý tưởng. Các Wagnerites mới được tuyển dụng có mức lương 240.000 rúp, tương đương 3.500 USD để tham gia chiến sự, lương 80.000 rúp trong thời gian huấn luyện. Đối với cái chết, gia đình họ được nhận khoản bồi thường từ 3 tới 5 triệu rúp. Đối với các tù nhân, động cơ chính là việc xóa án tích, chứ không phải là tiền. Những người khung và về hưu nhận được mức lương cao hơn nhiều, có lẽ là 5.000 đến 10.000 USD mỗi tháng, ngang với lính đánh thuê nước ngoài. Ở Ukraine, Wagner tham gia vào các cuộc tấn công và đe dọa dân thường hơn là trong các cuộc chiến thực sự. Họ giết những người Ukraine mà họ cho là nguy hiểm. Vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022, khi quân đội Nga bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng, lực lượng đáng kể đã bị tiêu hao. Nga quyết định đóng một phần hướng Kharkov và Donetsk bằng các tiểu đoàn tình nguyện vào Wagnerite. Sau đó, nhóm Wagner trở thành một đơn vị tấn công theo hướng Bakhmut và Prigozhin đã thành công, ít nhất là cho đến nay. Lý giải về sự thành công của Wagner so với quân đội chính quy Nga, tác giả cho biết người lính của quân đội chính quy Nga không muốn chiến đấu, trong khi đó các Wagnerites sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền hoặc vì động cơ ra tù. Họ đã từng làm những công việc bẩn thỉu, ác liệt và ghê tởm nhất như giết các nhà báo ở Cộng hòa Trung Phi và hàng trăm dân thường ở Mali, tra tấn và giết hại thường dân ở Syria theo cách dã man nhất, đồng thời gây ra những tội ác khủng khiếp khác. Ngoài ra, phải thừa nhận Wagner thực sự huấn luyện binh lính khá tốt. Có một thỏa thuận đơn giản với các tù nhân Wagner, nếu bạn sống sót trong hợp đồng bạn sẽ được tự do. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, khoảng 70% tù nhân Wagner không sống đến cuối hợp đồng, nhưng có những tù nhân đầu tiên may mắn sống sót đã được trả tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.de với bản tin vai trò của tập đoàn tội ác Wagner trong cuộc chiến ở Ukraine. Viettel muốn mua lậu vũ khí từ Mỹ về Việt Nam. Ngày 1 tháng 6, AFA tiếng Việt loan tin chi nhánh Viettel tại Mỹ liên quan đến các vi phạm về buôn bán vũ khí quốc tế. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 5 đã công bố việc kết thúc giải quyết hành chính với VTA Telecom Corporation, một chi nhánh của Viettel tại Hoa Kỳ, về 6 vi phạm đối với đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí và quy định về buôn bán vũ khí quốc tế ITAR. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ Văn phòng Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao cho biết hai phía đạt được thỏa thuận dàn xếp sau khi cơ quan phụ trách kiểm soát việc tuân thủ trong thương vụ quốc phòng thuộc Văn phòng Quân sự Chính trị sự Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành rà soát kỹ lưỡng. Theo thỏa thuận kết thúc giải quyết vụ việc, VTA Telecom Corporation của Viettel bị cấm tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào các hoạt động theo quy định của ITAR trong vòng 3 năm. Thỏa thuận này liên quan đến việc một đại diện của chi nhánh Viettel tại Hoa Kỳ, VTA Telecom Corporation, bị án tù tại Hoa Kỳ về tội buôn bán lậu vũ khí và có hành vi xuất khẩu công nghệ quân sự của Mỹ về Việt Nam vào năm 2016. Theo VOA đưa tin vào tháng 7 năm 2019, vụ việc này được tiết lộ lần đầu tiên trong một bài báo của ký giả Mark Harris đăng hồi tháng 6 năm 2019 trên trang tin OneZero, chuyên về khoa học và công nghệ. Nhà báo Harris cho biết anh tình cờ phát hiện vụ việc này khi nghiên cứu hồ sơ tòa án về các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ nhắm vào đầu tư nước ngoài để mua thiết bị viễn thông của Mỹ. Các văn kiện tòa án nêu tên ông Bùi Quang Huy, phó giám đốc điều hành của VTA Telecom Corporation, là bị đơn trong hồ sơ truy tố của chính phủ liên bang. Những hành vi của ông Huy bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà điều tra liên bang vào năm 2015, VOA cho hay. Ông Huy khởi sự các cuộc thương thảo vào đầu mùa hè năm 2015 để mua một cảm biến chuyển động tinh vi dùng trong máy bay thương mại và vệ tinh, nhưng cũng dùng trong bơm, tên lửa và ngư lôi. Ông Huy đã báo với nhà sản xuất ở Connecticut rằng món đồ này sẽ được sử dụng ở California, nhưng sau đó thừa nhận nó sẽ được gửi về Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA vào tháng 7 năm 2019. Vào tháng 6 năm 2015, theo hồ sơ tòa án được ký giả Harris phơi bày, ông Huy tiếp cận một công ty ở Florida về việc mua 10 hệ thống theo dõi bằng video. Những hệ thống này được chỉ định là thiết bị quân sự quan trọng, theo quy định của ITAR, do đó chịu những kiểm soát về xuất khẩu nghiêm ngặt. Chính phủ Mỹ tin rằng hệ thống này cuối cùng đã được xuất khẩu mà không có những giấy phép cần thiết. Sau đó vào tháng 8, ông Huy cố gắng mua các cấu phần cơ khí cho một tên lửa từ một công ty thứ ba. Khi mà nhà cung cấp nói với ông rằng thiết bị này cũng được kiểm soát theo ITAR, ông Huy trả lời rằng ông không có thời gian để xin giấy phép xuất khẩu và yêu cầu xóa tên ông và công ty VTA Telecom của ông ra khỏi tất cả các giấy tờ trong thỏa thuận. Vào ngày 25 tháng 10, 2016, ông Huy bị khởi tố tại Tòa án Liên bang khu vực New Mexico về hai tội danh tìm cách xuất khẩu thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ mà không có giấy phép cần thiết. Ông bị bắt vào tuần sau đó tại California, theo hồ sơ tòa án, VOA cho hay. Kể từ sau vụ này, theo VOA, VTA Telecom đã hợp thức hóa mục đích hiện diện thực sự của mình ở Mỹ bằng cách thuê một công ty vận động hành lang ở Washington để đại diện lợi ích của họ theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài, FARA. Hồ sơ khai báo vào tháng 9 năm 2017 viết rằng các luật sư sẽ gặp các thành viên của Quốc hội cũng như các bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng để vận động cho VTA Viettel về các vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia của Việt Nam. Điều trớ trêu, theo nhà báo Harris, nếu ông Huy và Viettel tuân thủ đúng luật thì có lẽ giờ họ đã có được các tên lửa hành trình của họ tại Việt Nam. Chưa đầy 2 tuần sau khi ông Huy thực hiện khoản thanh toán bất hợp pháp, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.de với bản tin Viettel muốn mua lậu vũ khí từ Mỹ về Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.de